Cho em hỏi là gà viêm ruột hoại tử và cầu trùng bệnh tích khác nhau ở điểm như nào? Thì hiện tại bây giờ ấy, theo những cái kinh nghiệm của tôi 13 năm qua tôi làm ấy, thì khi mà con gà mà nó bị bệnh viêm ruột hoại tử thì nó sẽ ghép theo bệnh cầu trùng, đúng không ạ? Nó sẽ ghép theo bệnh cầu trùng. Còn lại là để mà mình phân biệt bệnh viêm ruột hoại tử với cầu trùng ấy, thì nó có một vài cái triệu chứng điển hình này. Tôi ví dụ như là trong trường hợp mà nó viêm ruột hoại tử mà quá nặng ấy, thì cái ruột của nó phồng như cái dồi, nó lấm chấm đâu. À, Đức ơi, nghe điện thoại anh Khánh này, xong là xem nó ở đâu để đưa chìa khóa nó. Cầm thẻ xuống đây cho nó cất xe. Alo. Ok nha, tôi tiếp tục tôi nói về bệnh viêm ruột hoại tử này. Thì bây giờ các bạn có thể nhìn cái hình ảnh bên này, tôi sẽ chiếu cho các bạn xem bệnh viêm ruột hoại tử trên gà là như thế nào nhé. Sao? Ở dưới hàng thì cháu cầm cả điện thoại xuống. Ok nha, tiếp tục này. Cầm điện thoại của cháu được xuống, không là không tìm với nhau. À, tiếp tục nha, đợi tôi một chút để tôi... đợi tôi một chút nhé, để tôi trích cái livestream này phát để cho anh em vào xem cho nó đông đúc, đông vui phát. À, thì đợi một lát đấy, tí nữa có anh Nguyễn Huỳnh Quốc Khánh đến đây cho anh livestream luôn cùng với tôi nhé. Rồi, ok, tiếp tục câu hỏi tiếp theo này. Thế bây giờ tôi sẽ chiếu cho các bạn xem cái triệu chứng điển hình của bệnh viêm ruột hoại tử với bệnh cầu trùng nhá. Thì hiện tại bây giờ các bạn sẽ làm công thức như sau này. Các bạn lên trên, các bạn sang phần Google nhá. Các bạn sang phần Google này, đấy không? Các bạn gõ vào đây là viêm ruột hoại tử gà này. Viêm ruột hoại tử. Viêm ruột hoại tử gà này. Đó. Mình gọi là mình ấn Enter phát, sau khi Enter xong ấy, thì mình sang cái mục hình ảnh như này. Mình sang mục hình ảnh này mình sẽ nhìn thấy rất nhiều những cái ca bệnh viêm ruột hoại tử gà đó. Đây mình có thể nhìn thấy một cái triệu chứng điển hình, tôi ví dụ như cái này chẳng hạn đây. Các bạn nhìn thấy không? Trong trường hợp cái bệnh viêm ruột hoại tử gà nó sẽ con cái ruột của nó sẽ bị thâm tím như này, nó như cái dồi lợn như này này. Đây là gọi là viêm ruột hoại tử cấp tính nhá, tức là nó đang có hiện tượng ra máu và chết rồi đấy, thì cái hiện tượng này là hiện tượng nguy hiểm cực độ luôn, đúng không? Vậy thì khi mà chúng ta xem cái bệnh viêm ruột hoại tử này thì nó có hiện tượng chóc niêm mạc, đúng không? Vậy thì chúng ta lại ngược lại cái bệnh cầu trùng ấy, thì con cầu trùng nó có khoảng tầm 9 serotype khác nhau, và trong đấy nó có khoảng 4 đến 5 serotype nó gây đến các bệnh khác nhau ở từng cái đoạn ruột khác nhau, thì nó có cái triệu chứng khác nhau. Và để mà phân biệt cái bệnh viêm ruột hoại tử gà với bệnh cầu trùng trên gà, thực ra là nó phải dựa vào kinh nghiệm thôi. Còn nếu mà các bạn muốn chính xác hơn ấy, thì chúng ta có thể xét nghiệm, mà chúng ta có thể xét nghiệm, đúng không? Vậy thì xét nghiệm thì nó sẽ là cái kết quả chính xác nhất. Còn để mà chuẩn đoán phân biệt theo hình thức là kinh nghiệm ấy, thì nó cũng là có sự sai lệch. Nhưng mà tuy nhiên ấy, các bạn là khi các bạn điều trị bệnh viêm ruột hoại tử trên gà thì các bạn cần phải sử dụng thuốc chống viêm ruột và cầu trùng nhá, thì hiệu quả nó sẽ tối ưu nhất nhá anh Huy Andy nhá. Còn lại nó rất đơn giản thôi, tôi dạy anh em cái cách để tìm ra cái cách. Có nghĩa là nếu mà anh muốn hỏi về cái sự tức là cái viêm ruột hoại tử nó khác cầu trùng như nào, thì anh có thể lên trên mạng anh gõ đúng từ khóa đấy, xong anh xem ảnh anh có thể phát hiện ra được nha. Còn không thì sau này lúc mà con gà nó bị bệnh ấy, thì anh mổ khám anh gửi qua cho Xuân Trịnh thì tôi sẽ xem, tôi sẽ chuẩn đoán chính xác cho anh nó là do cái bệnh gì, được không anh Huy Andy nhá.